Vâng, xin chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa ra những cái ưu nhược điểm của chiếc xe tải Terram 80. Thì chiếc xe tải Terram 80 này ra mắt ở trên thị trường đến tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được 2 năm rồi. Cũng tròn 2 năm rồi. Thì những khách hàng nào có đánh giá thì tôi đều nốt lại hết, và hôm nay tôi sẽ đưa ra cho tất cả những anh em đang muốn tham khảo những cái dòng xe tải từ 1 tấn rưỡi đến 2 tấn là có một cái chút hiểu biết về chiếc xe tải Terram 80 này, để xem mình có nên đầu tư chiếc xe này không. Đó. Thì quay vào vấn đề chính luôn, thì đầu tiên tôi sẽ nói đến đó là nhược điểm của chiếc xe này trước. Đó, thì nhược điểm cố hữu nhất của chiếc xe này, tuy là cabin là rất lớn, đầu cabin là to hơn so với H150 của Hyundai. Đó, anh em nào chạy chiếc Porter rồi thì cũng biết được là cái đầu cabin của chiếc Terram 80 này to hơn một chút so với chiếc Porter H150. Cùng tải trọng là 1 tấn rưỡi thì chiếc xe này là 1 tấn 8 thì nó cũng chỉ chênh mấy trăm cân tải trọng thôi. Đó, thì cabin của chiếc 180 này to hơn một chút, nhìn hơn một chút nên là rộng thoải mái hơn. Nhưng mà lại có một cái nhược điểm cực kỳ cố hữu là nó chỉ có hai ghế. Đây, mời anh em xem. Cabin rất là lớn. Đó, ghế ngồi, cái phần ghế phụ này hoàn toàn có thể ngồi được hai người như anh em thấy. À, hoàn toàn có thể ngồi được hai người nhưng mà lại chỉ thiết kế là hai ghế. À, nó khá là bất tiện khi mà chúng ta sử dụng. Thường thì chúng ta chạy hàng là nếu mà nhiều thì sẽ có hai người phụ, hai người phụ và một người lái. Nhưng mà chiếc xe này thì chỉ ngồi được một người phụ thôi. À, nếu mà anh em muốn là có thể chạy ở những cái vùng mà trong nông thôn thôi, trong vùng thôn của mình thôi thì hoàn toàn có thể sử dụng ngồi ba ghế bình thường. Nhưng mà khi mà chạy ra ngoài thì rất dễ là công an nó sẽ hỏi mình. À, nên là tôi khuyên chỉ chạy hai người thôi. Đó. À, vâng, và tiếp theo thì cái nhược điểm thứ hai thì tôi thấy là nó, nếu mà anh em chấp nhận được thì nó cũng là một cái ưu điểm. Đó, nó là đầu tiên là cái dàn nóng của xe thì lại đặt ở phần gầm như thế này. Nhìn như anh em thấy là nó khá là sát so với phần mặt đất. Đó, nó chỉ cách khoảng tầm đây là khoảng 35 phân. Đó là cách cách phần gầm thì như thế này. Nếu mà anh em chạy ở những cái cung đường sóc, ổ gà, ổ vịt, đó, chỗ nào mà hôm nào mưa nhiều ấy, rất dễ là nước nó sẽ bắn lên cái dàn nóng này. Đó, nếu mà bắn bình thường thì không sao, nhưng mà trong thời gian dài nó sẽ có vấn đề. Đó, thì cái này nó cũng là một nhược điểm, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của xe rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà để cái dàn nóng như này thì nó sẽ, cái phần cabin nó sẽ mát sâu hơn. Đó, nó sẽ có tách nóng so với phần cabin. Thì tôi thấy là để mà chấp nhận được thì để dàn nóng ở đấy sẽ là chấp nhận được. Đó, chúng ta sẽ làm một cái phần bảo vệ của nó thì có thể là sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ cần làm thêm một cái phần bảo vệ cái dàn nóng này nữa, để khi mà chúng ta tránh va chạm, thứ nhất là tránh va chạm, đó, bảo vệ cái dàn nóng này, làm thêm một cái cản hông cũng như là phần một phần chắn nữa để có thể là sử dụng cái dàn nóng này lâu dài hơn. À, nhược điểm thì cũng đã nói rồi, đấy, hai nhược điểm như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy đến phần ưu điểm. Xe này có rất nhiều ưu điểm. Đó, ưu điểm đầu tiên phải nói đến đó chính là chất lượng của xe. Chiếc xe này khi mà khách hàng của tôi chạy đã đến thời điểm hiện tại đã khoảng 2 năm rồi thì khách hàng đánh giá rằng nó chạy rất ổn. Đó, gần như là sau 2 năm sử dụng là không có vấn đề gì cả. Đó, chỉ có một cái là hơi khó mua những cái phần như kiểu lọc dầu, hơi khó mua một chút, thì ở bên Tây Đô chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp. Chỉ cần anh chị nào mà mua hàng tại Tây Đô thì cứ gọi điện cho tôi. Đó, tôi sẽ bán những cái phần phụ tùng đấy. Tất nhiên là bán chứ không phải là tặng kèm. Đó. Thì tiếp, cái phần chạy ổn định là đã có rồi. Và thứ hai là chiếc xe này chạy ăn cực kỳ ít dầu. Chiếc xe này chạy ăn chỉ 7 lít trên 100 cây đồng hỗn hợp. Đó, sau 2 năm sử dụng thì nó lên 7 lít rưỡi. Anh em thấy thế nào? Một chiếc xe tải 1 tấn 8 mà chỉ ăn 7 lít, nó còn ít hơn cả với xe con cơ. Đó, nhiều khi những chiếc Santa Fe chạy ăn đến mười mấy lít, còn chiếc này chỉ ăn 7 lít thôi. À, chúng ta chở được hàng, chở rất nhiều hàng nữa, 1 tấn 8 cơ mà. Tại vì sao chiếc xe này tải trọng 1 tấn 8 mà ăn lại ít dầu như vậy? Thì chiếc xe này sử dụng công nghệ thì chiếc xe này sử dụng động cơ là công nghệ của Isuzu. Đó, sử dụng công nghệ Camurai, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, thường thì những chiếc xe Isuzu đều tiết kiệm rồi, nhưng mà chiếc xe này là có sử dụng công nghệ mới nên nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều, tiết kiệm hơn so với những cái mẫu động cơ từ trước đấy của Isuzu. Đó, còn cái ưu điểm thứ ba đó là về phần giá thành. Thì chiếc xe tải Terra 180 này với phiên bản thùng lực cũng như thùng bạc thì nó đang có mức giá khoảng 330 triệu. Nó rẻ hơn rất nhiều so với những chiếc xe cùng phân khúc như Kia 200
cũng như là Hyundai Porter. Tất nhiên là những chiếc Kia 200 hay là Hyundai Porter thì đều có thương hiệu ở Việt Nam rất là lâu rồi. Chúng ta đánh giá những chiếc xe đấy là tốt, nhưng mà chiếc xe này cũng tốt mà giá thành lại rẻ hơn khoảng gần 100 triệu. Khi mà chúng ta đầu tư thì 100 triệu cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Tiết kiệm được 100 triệu cũng như là trong cái thời gian sử dụng chúng ta tiết kiệm được cái những cái khoản mà xăng dầu. Tiết kiệm được xăng dầu, tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng thì càng ngày chúng ta sẽ tiết kiệm được càng rất nhiều tiền. Và với những cái người mới khởi nghiệp, mới đầu tư thì việc đầu tư ra nhiều tiền thì thực sự là rất là khó khăn. Chiếc xe này đang là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Tiếp đến mà một cái ưu điểm cực kỳ lớn đó là nội thất cabin của chiếc xe này rất là đẹp. Tôi mời anh cameraman có thể vào bên trong xem nội thất của chiếc xe này. Vâng, và đây là nội thất của chiếc xe tải Terang 80. Như em thấy là như đầu video tôi đã nói là nội cabin của chiếc này rất là to. Anh em ngồi hai người thì quá thoải mái rồi. Nếu mà ngồi ba thì cũng vẫn rất ok. Đó. Riêng phần ghế lái đã rất lớn rồi. Tối 70 cân mà ngồi rất là thoải mái luôn. Không không có một cái chướng ngại gì. Ghế có thể thụt ra thụt vào. Như anh em thấy, nếu mà thụt vào gần thì chúng ta có thể ngả xuống một chút. Chúng ta có thể ngoài thoải mái mà nghỉ trưa. Đó. Chạy xe đường dài nếu mà nghỉ trưa thì có thời gian nghỉ trưa là tốt rồi. Đó. Với đầy đủ những công nghệ mới, động hộp số 5 cấp. Đó. Hộp số 5 cấp. Hệ thống giải trí thì đã có đầy đủ kết hợp radio cùng những cái cổng cắm khác và có điều hòa hai chiều. Đây, có điều hòa hai chiều AC, một chiều lạnh và một chiều nóng. Quạt gió thì đương nhiên rồi. Và những cái nút chỉnh hướng gió ở đây. Vô lăng của chiếc xe tải Terang 80 thì đã được trang bị đó là trợ lực lái dầu rồi. Đây, khi mà tôi nổ máy lên thì vần vô lăng cũng rất là nhẹ thôi. Khi mà nổ máy lên thì các bạn cũng thấy được là chiếc động cơ này nổ rất là êm. Vận hành rất là tốt luôn. Vần vô lăng chỉ một tay thôi. Chúng ta sử dụng xe rất là thoải mái. Kèm theo chiếc xe này đã được trang bị rất là nhiều công nghệ, đó là kính cửa chỉnh điện. Chỉnh gương điện. Một chiếc xe tải mà có đầy đủ những thứ công nghệ như thế này thì tôi thấy cực kỳ tuyệt vời rồi. Đó, đây là một ưu điểm cực kỳ lớn. Vâng. Vâng, và bây giờ anh chị đang thắc mắc về giá của chiếc xe tải Terang 80 này đúng không ạ? Thì với chiếc xe tải Terang 80 này phiên bản mà thùng ở bên Tây Đô đóng thì nó sẽ có 3 phiên bản thùng. Một là phiên bản thùng bạc. Một là phiên bản thùng lửng như ở đằng sau tôi đây. Đây là phiên bản thùng lửng màu trắng thì đang có giá là 325 triệu. Còn phiên bản thùng bạc cao cấp thì đang có giá là 331 triệu. 336 nhỉ. Thì đang có giá là 336 triệu. Còn phiên bản thùng kín là đang có giá là 335 triệu. Thì nếu mà anh chị nào đang có muốn nhu cầu đầu tư một chiếc xe 1 tấn rưỡi đến 2 tấn thì hãy liên hệ với tôi. Hotline tôi để bên dưới màn hình. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh, cũng như là bật nút chuông thông báo để có những cái thông tin mới nhất của những cái video tôi ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.